Xin chào anh em. À, phòng Long Cung nó ra làm sao ha? Nó có dễ chết không? So với đảo Hường hay không? Cá thì cũng lâu ra. Bắn được cái con tiên cá của chị Hằng kết hợp với 25% anh em. Nghe nói ở đây mấy rồng nó trâu dữ lắm luôn. Con nào con nó chà bá lửa. Cái hình hài của nó che hết màn hình luôn. Đau lắm, bắn không chết. Đấy, con rồng. Anh em thấy con rồng nó ra mà hết cái màn hình luôn. Cái đầu cái đuôi nó từ trên tới dưới. Chà bá lửa ai bắn cũng trúng hết. Nó không chết. Không cần hồng tâm gì hết trơn, cứ phần trăm đạn đâu mà xỉa nó đi, bắn cái đuôi nó cũng được, cái đầu nó cũng được, cái mình nó cũng được. Con này con nói chả bá chục phút, là 5-7 phút rồi mà coi như cá không chết, cũng đi bê máy bình thường nha, đi bê máy 2B luôn, bắn đạn mập mờ mập mê. Cá gì ra từ lưa hết, cá gì được không, thiết kế cái phòng. Không chết. Mình bắn vài phút nó không chết mình ra. Mình đi hết cả bơi rồi anh em.
con cá hổ sông mồi không chết, bắn cá hàng tài không chết luôn. Bạn cái bên phòng cá trâu thì thui luôn đó, mình nãy 24 b mấy, bây giờ còn có 23 b b mấy, đi hết, đi hết hơn cả b rồi anh em. Em nha, ai cũng rút hết rồi, mình cũng rút luôn, quá tệ.